phim trường Rose Garden. Dân tộc sùng soàng. Có đi vào đây bố tí không? Không thì mẹ cứ vào đi. Đây là khu chuyên chụp ảnh cưới để về Photoshop đây. Nào, mẹ có làm người tình Trung Hoa kiểu ra kia mới chụp. Bố thích chụp ảnh cưới, sao đi vào phim trường chụp ảnh cưới. Mình xem chỗ này nó giới thiệu chỗ này rồi mà. Đấy. Đây là chỗ này là phố kiểu Trung Hoa này. Đi vào chụp hố. Thanh niên đi tìm hố. Đây. Đây là vườn hoa. Hoa và cây đi bố ơi, ăn cây đi mẹ ơi. Ăn cây cho bố mẹ nữa. Ăn cây đó, ăn đi. Đây lên ảnh đẹp mà. Hả? Cái này lên ảnh nó xa xa cái là nó nhòe ra nó ảo nó đẹp. Cái cầu thang vô cực kìa. Thế có chụp ảnh cầu thang lên trời không? Đi. Bố thích lên kia mà. Đấy, con bước thẳng đi. Đấy, bố dắt. Thế đi qua đi. Đấy, con ngồi ghế đi. Ngồi ghế tạo dáng đi. Đây à. Đây có hoa đỏ đẹp chưa? Đâu? Thì kìa, nhìn thấy kìa. À, nhà cối xay gió. Nhà Mày vừa dắt vào chỗ này đúng không? Đấy rồi, ok. Đây là đoạn phim trường của cái gì nhỉ? Đôn Ki-hô-tê. Đôn Ki-hô-tê. Đấy, hoa ấy kìa. Hoa hướng dương kìa. Bên này. Bên này. À đây anh đeo mặt cho. Mỗi tay một bông nhỉ. Đấy, đây là hướng mặt trời. Đây ra cái nhà gỗ này qua làm cảnh ông nông dân Nga. Qua đây vào trong nhà đấy đi. Đầu nó nóng đầu hết nhỉ. Ồ hết. Không ai lấy cả. Cái kia nó mưng. Nhưng mà nó không tươi lắm nhỉ. Ừ, cái này nó gục hết cả đầu này. Ui, đây con hướng dương to. Ôi, chúng nó không đẹp. Ôi giời. rồi đấy lại ngã đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Cho còn gì nữa. Bỏ cái que sang Vinh. Bẩn. Bẩn, đẩy xếp bẩn đi. Cái xuống cái dãy ngoài này. Đấy, xuống dãy ngoài ấy, xong rồi chụp từ chỗ này là nó lấp léo nó là đẹp. Là con lợn đã ai nào đi từ từ cẩn thận nào. Đi vào cái hàng đinh giữa ấy. Kìa, cười thì cười đi. Này mát nhỉ, nãy tưởng nắng. Chân con đi con cứ làm sao như vậy. Kìa, con đường máy bay không phải lái. Máy bay trên. nữa đâu. Sao biết được? Không à. Ikulala. Mình sẽ đi ngủ.